Chị Vàng xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong video tiếp theo. Và các video trước thì chị Vàng cũng đã hướng dẫn và giới thiệu quý vị rất nhiều cách để làm những hình con vật, những hình đồ chơi bằng những quả bóng bay. Và ngày hôm nay thì chị Vàng sẽ hướng dẫn quý vị cách tạo hình chiếc mũ bằng bóng bay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Làm hình bóng bay thì chúng ta có rất là nhiều cách làm. Chúng ta có thể dùng ba quả bóng, bốn quả bóng hoặc năm quả bóng. Và với chiếc mũ này tôi sẽ làm bốn quả bóng bay sắc màu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm. Trước tiên các bạn cứ bơm hết bóng lên. Mỗi quả bóng các bạn bớt lại chừng khoảng độ 9 ngón tay, 8 đến 9 ngón tay là vừa. Rồi, và như vậy chúng ta đã có bốn quả bóng bay sắc màu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm từng bước một. Đầu tiên thì các bạn bớt lại một chút thắt bằng hai đốt ngón tay. Các bạn bằng này. Rồi, các bạn đi dọc xoắn lại này. Các quả thắt cũng tương tự như vậy. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp. Để đo bằng đầu của mọi người thì chúng ta có thể đoán chừng. Sau đó thì trước khi lắp ráp chúng ta có thể quấn quanh đầu để thử. Đây thì tôi vớt lại 8 ngón tay. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lắp ráp phần vừa. Tất cả các quả bóng trước tiên chúng ta mới làm một cái khắc kết đó. Chúng ta làm hình tròn để vừa tạo độ giữ vừa tạo độ trang trí đẹp hơn. Các bạn cũng bớt lại 8 ngón tay. Và chúng ta lại 8 ngón tay. Và phần cuối cùng ở đây thì trước khi các bạn muốn đo được bằng đầu của mọi người thì các bạn có thể dùng bóng quấn trực tiếp lên đầu của đối tượng mình muốn quấn. Ví dụ đây là vừa, hoặc là có thể to hơn, có thể bé hơn. Rồi, các bạn quấn xong. Rồi, như vậy chúng ta đã được một hình như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm phần cuống ở trên như thế này. Ở phần trên này thì các bạn bớt lại cho mình tầm một bàn tay, hai bàn tay. Rồi sau đó thành như thế này các bạn.
đó là mình bán lại với nhau. Các phần móng tiếp theo các bạn cũng đo tương tự như vậy. Rồi sau khi vặn xong thì các bạn có hình như thế này. Để làm được các cái tua rua như thế này thì các bạn chú ý này. Đầu tiên các bạn sẽ vặn này. Các bạn có thể bóp bóng nổi lên hoặc chúng ta có thể làm một cách rất nghệ thuật như này. Rồi như vậy tôi đã phủ phép được đèn. Tiếp theo các bạn thấy nghệ thuật chưa, tôi thổi hơi và bóng tự nhiên lên được. Đấy, và bây giờ chúng ta đã hoàn thiện một chiếc mũ cực kỳ đẹp mắt, đa sắc màu. Thưa toàn thể quý vị, và với nội dung của video ngày hôm nay, quý vị thấy hữu ích thì hãy cùng bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ để mọi người cùng xem để đón nhận được nhiều video tiếp theo hơn nữa. Và quý vị ủng hộ bằng cách bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem để tạo động lực cho kênh ngày càng sản xuất thêm nhiều video tiếp theo nữa. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.